Việc thay đổi cách tổ chức và chức năng của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đang gây chú ý, hứa hẹn mang lại sự hiệu quả và linh hoạt trong hoạt động phòng thủ dân sự. Theo dự thảo luật phòng thủ dân sự, tại khoản 3 điều 35, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương sẽ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo và điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trong địa bàn quản lý. Một điểm đáng chú ý nữa là việc kiện toàn tổ chức và bổ sung chức năng của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cấp xã, đồng thời đảm nhiệm vai trò của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự với tư cách làm việc kiêm nhiệm và chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp huyện. Sự điều chỉnh này đã nhận được sự quan tâm và thảo luận mở rộng trong cuộc trao đổi giữa các cơ quan liên quan và cử tri. Bộ Quốc phòng đã trả lời như sau: dự thảo luật phòng thủ dân sự đã được nhiều ý kiến đóng góp từ các tổ chức và cá nhân tham gia, đã qua quá trình thẩm tra và chỉnh sửa của Quốc hội trước khi được thông qua. Việc này giúp đảm bảo tính thống nhất và sự hiện đại trong quản lý phòng thủ dân sự, đồng thời tăng cường khả năng phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trong trường hợp cần thiết.